Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Gia Vũ. Hiện tại em đang có mặt ở Thanh Hóa các bạn, và hôm nay em bàn giao đi một bộ sập thờ cho một bác khách. Và hôm trước bác ấy đã đến tận cơ sở để bác ấy kiểm tra hàng mộc rồi các bạn, và toàn bộ combo ở đây thì được làm bằng chất liệu bằng gỗ mít các bạn nhé. Đấy, thì nhiều bác xem kênh của Đồ Gỗ Gia Vũ thì đã hiểu được ưu điểm nhược điểm của thằng gỗ mít rồi đấy, nhưng mà phải nói thật với các bác ấy là gỗ mít nó cực kỳ là hiếm. Nó hiếm ở đây là hiếm những cây gỗ to đấy, với những cái dạ nguyên khối dày 10 phân, 12 phân, hay là những cái dạ dày ở đây đấy, cái dạ tiền dày đục kênh bóng như này thì cực kỳ là đắt đỏ các bạn đấy. Vì những cái nhược điểm của nó như là mắt đen này, ngứt này, ruột này, thì để lựa lọc một cái tấm gỗ thì nó khá là khó các bạn. Nếu bác nào mà muốn tìm hiểu sâu hơn về thằng gỗ mít thì các bác có thể comment xuống phòng bên dưới, em sẽ làm những cái video riêng, mô tả riêng về chi tiết, nhược điểm, ưu điểm ấy của cái thằng gỗ mít để các bác có thể hiểu rõ hơn các bác nhé. Thì hôm nay em đang đi bàn giao và có mặt ở tại Thanh Hóa. Thì trong combo của bác ấy bao gồm là một sập thờ mai điểu các bạn, một ngai thờ và một bộ cuốn thư câu đối. Thì ở trong video cũ mà bác ấy ra tận nơi, bác ấy ký mộc và các bác xem mộc ấy, thì em sẽ để ở phần dưới video này để cho các bác có thể xem được luôn. Tại vì nhiều bác xem kênh của Đồ Gỗ Gia Vũ thì mới xem, nên là xem được video này nhưng mà không biết hàng mộc nó như thế nào. Đấy, thì em sẽ kết hợp lại đấy, để cho các bác có thể xem được từ hàng sơn, hàng mộc, gỗ lạt nó trần trọi như thế nào, để làm sao để các bác ví dụ có ở xa cơ sở Đồ Gỗ Gia Vũ đi nữa, đấy, ở Cà Mau, Kiên Giang, Cần Thơ mà không ra trực tiếp tận cơ sở xem được thì vẫn yên tâm về cái vấn đề là hàng đặt của mình nó như thế nào. Đấy, để đảm bảo cái chất lượng của mình cho nó ổn định nhất các bác nhá. Các bác có thể nhìn qua lại một lần nữa về cái chất lượng sơn của con sản phẩm này. Đây là một mẫu bàn thờ mai điểu và chất liệu là dòng gỗ mít và được sơn PU cũng như là dát vàng một điểm một vài chỗ. Đấy, các bác có thể tham khảo cái cách sơn và cách nét đục của mẫu sập thờ mai điểu này các bác nhá. Và sau đây là cái phần kích thước của mẫu sập thờ này. Đấy, thì với cái phần mặt bàn là dài, dài là 1m97, sâu vào bên trong là 1m07, cao là 1m17, khuôn là khuôn 5, ván 1,5 phân, đấy, là lá mặt ván là chắp 4 miếng, các bạn chia sẻ luôn các bác là 4 miếng to như thế này. Đấy, còn hàng bình thường ấy, thì nó sẽ chắp 5, chắp 6. Đấy, cái độ rộng của ván này nó chỉ có khoảng là 15, 18 thôi. Đấy, còn độ rộng của ván này thì em làm cho bác ở đây nó lên tới là 25. Tìm gỗ cực kỳ khó, là phải lựa lọc gỗ cực kỳ là khó các bạn. Tiếp đến là mẫu cổ, mẫu hai tầng cổ với những ô cổ này là được đục dày 2 phân này, tầng cổ dưới các bạn, tầng cổ dưới là dày 4 phân. Các bạn nhìn xem này, mẫu sen ở giữa là mai hóa đây. Đấy, mẫu sen này đây, dạ tiền em vừa báo với các bác rồi là dạ tiền dày 5 phân, chấp 5 phân. Đấy, để tạo nên cái độ kênh bong sắc nét, các bạn nhìn thấy không ạ, kênh bong sắc nét. Đây là tổng thể chi tiết của một chiếc sập thờ mai điểu được làm bằng gỗ mít các bạn nhá. Tiếp đến hai bên là hai bộ cuốn thư câu đối. Đấy, thì các bác nhìn này, hàng bên em vừa mới dựng xong nên là có sao em sẽ quay vậy cho các bác. Thật ra là cái đầu dòng của nó sẽ là trên này. Đấy, các bác nhìn không, là biểu tượng cái đầu dòng ở đây sẽ là mẫu là mai hóa long các bạn nhá, câu đối tích mai hóa long. Thì em để tạm ra cho các bác xem chất liệu bằng gỗ mít. Và chữ này được đục bằng tay, các bác nhìn này, được đục bằng tay hoàn toàn, dán chữ lên đây và đục bằng tay coi nhá. Với cái câu đối ở đây là tự tổ tông công đức thiên nhân thịnh, tự hiếu tôn hiền, vạn đại vinh. Đấy, thì có một cái lưu ý nhỏ này cho các bác ấy, là bác nào mà thờ chữ Hán thì sẽ đọc từ trái qua phải, còn bác nào đọc chữ Việt thì đọc từ phải qua trái. Đấy, nếu thờ chữ Việt thì là tổ tông công đức thiên nhân thịnh, các bạn nhìn thấy không ạ? Bên này là tự hiếu tôn hiền vạn đại vinh. Đấy, các bạn nhìn thấy ạ? Với câu đối đây là dài 1m76, dày 4 phân, chấp nổi 5 phân. Các bạn nhìn này, chấp nổi 5 phân. Và những phần con chim như này, tạo nên độ kênh bong sắc nét. Và mẫu chữ này thì bác ấy thích là chờ chữ quốc ngữ hoặc là chữ Việt của mình đấy. Đấy, thì em sẽ làm cho các bác ở đây. Thích thì làm đẹp. Bác nào thích chờ chữ Hán thì em sẽ làm chữ Hán, còn bác nào thích thờ chữ quốc ngữ bên dưới là chữ Hán thì bên em cũng làm được cho các bác, hợp sao cho nó hợp với ý của mình và nó thuận mắt người nhìn, thuận mắt người đọc, và con cháu về sau mà
thờ cúng thì có thể dễ đọc, dễ dàng rất to nhá. Tiếp đến là cuốn thư. Với mẫu cuốn thư thì em để bên dưới đây. Với mẫu cuốn thư này là dài 1m76 coi nhá, cũng dài 1m76, cao là 75, dày 4 phân, chắp nổi 10 phân ở phần bụng hoa, và toàn bộ được chắp nổi dày 6 phân, coi này, cực kỳ là đẹp. Ở Đức Lưu Quang, và các bác nhìn cái mẫu đục này. Đấy, các bác nhìn thấy những cái mẫu đục con chim, bông hoa, chi tiết cực kỳ là đẹp đấy. Và cái phần đây em cũng bảo luôn đấy các bác, những cái phần đầu rồng như này ấy, thì bên em là phải đục riêng các bác nhá, đục riêng đấy, sau đó là chắp lên đó, chắp lên, ghép lên. Nhưng mà khi mà đưa vào làm nguội đấy, thì những cái phần này phải tháo ra để làm nguội trước đấy, làm nguội xong, sơn xong thì bắt đầu mới xử lý bắn vào keo cuốn, bắn vào đấy để nó tạo nên được cái độ sắc nét nhất cho những cái chi tiết được đục tỉa rời như vậy đấy. Chứ không là chắp vào thì nó lúc mà xử lý phần nguội, lúc quật, lúc tách tỉa đấy thì nó sẽ dễ bị rơi ra các bạn nhá. Đấy, còn đây là những cái mẫu đục này, các bạn nhìn thấy mắt của con chim này, nó có hồn nữa. Đấy, những đôi cánh này nó bay bọc, nhìn góc góc này là sẽ nghiêng đầu xuống bên này để các bạn nhìn này. Đấy, đây con chim bên này cũng vậy, những cái phần đuôi vẫy lên cực kỳ là cao và đẹp, và đến rất ưa thích cái mắt của con chim này nha các bạn nhá. Đấy, đấy các bác nhìn góc bên này cũng vậy, hai con chim đang gọi nhau, mẫu mai hoa long đấy, cây. Và tiếp đến là mẫu sập thờ mai điểu, các bác nhìn thấy xem ở những khúc già nô của cây này, có nhìn thấy nhỉ, chân là như là một cái bộ gốc ấy, quấn vòng quấn lượn như thế này ấy, quấn lượn vào đây, hoa chim như một bức tranh đúng không các bác, như một bức tranh hoa chim ấy, xe kẽ đậu lên trên những cái cành cây này. Đấy, những con chim gọi nhau, các bác nhìn thấy không ạ, giữa là rơi ngậm chút phúc này, có nhìn thấy không, cái gốc cây này nhìn cực kỳ là già, có nhìn thấy không ạ, nhìn rõ không ạ, cực kỳ là già, ý nghĩa của bộ hoàn toàn này cực kỳ là ý nghĩa. Đấy, và trong combo của bác ấy là có một chiếc ngai thờ. Đấy, với mẫu ngai thờ này thì dùng cho con trưởng các nhá, cho con trưởng. Thế đây là cái mẫu ngai trụ bằng gỗ mít ta chuẩn luôn. Đấy, và có cái điều ấy, các bác nhìn thấy rõ đây, em chỉ đưa cho các bác xem này. Đấy, gỗ mít rất khó để đồng màu, các nhìn thấy không ạ, rất khó để đồng màu luôn, em phải chỉ thẳng cho các bác luôn. Và nay bác khách đến thì em cũng phải nói thẳng thắn với bác, chia sẻ thẳng với bác là ấy, gỗ mít em bảo với bác từ trước rồi là gỗ là nếu mà làm nó sẽ không đều màu đâu. Đấy, bác vẫn ưa thích thằng gỗ mít. Đấy, qua nhìn tổng thể cái bộ ngai thờ đấy, nếu mà tính ra với cái bộ sản phẩm này, với cái mẫu dạ tiền, nếu ở đây mà bác ấy làm dày 10 phân thì tổng thể một con bàn thờ được làm bằng gỗ mít ta như thế này nó còn giá trị hơn cả một con sập thờ gỗ gõ các bạn, giá trị hơn cả một con sập thờ gỗ gõ. Nếu những hàng ván này em lựa lọc ở đây này là những hàng ván to và dày, và ở dưới đây là dạ tiền dày 10 phân nguyên khối, thì giá trị nó còn to hơn cả một chiếc con sập thờ gỗ gõ đó các bạn. Đấy, thì đây là tổng thể combo nội thất thất phòng thờ của bác khách. Thì bác nào đang quan tâm về cái dòng gỗ mít ta thì có thể tham khảo cái mẫu nội thất phòng thờ như này các bác nhá.